Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định truy tố ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ông Đỗ Anh Dũng đã thông qua các công ty con phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư. Ngày 22 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Dũng và một số người tại tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng ba công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soul Life, công ty cổ phần cung điện mùa đông và các công ty liên quan để phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật, tổng trị giá lên tới 10.300 tỷ đồng. Tân Hoàng Minh thông đồng với các bị can làm việc tại công ty kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc và công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán Hà Nội để kiểm toán hợp thức số liệu làm đẹp báo cáo tài chính năm 2020-2021 nhằm hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Ông Dũng đã chỉ đạo ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền khống, thể hiện việc thanh toán tiền từ công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành. Việc này bị cơ quan điều tra cho rằng nhằm huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh, theo hồ sơ phát hành của trái phiếu. Từ đây, các vị can chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án người phụ nữ và hai cháu bé bị nghi sát hại rồi phóng hỏa phi tang đêm 21 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nhu thừa nhận đã sát hại chị LTMD, sinh năm 1991 do mâu thuẫn tình cảm. Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 chiều 21 tháng 11, Nhu mặc áo xe ôm công nghệ, điều khiển xe tay ga chở theo can xăng 20 lít đến nhà của chị Đê. Tại đây, giữa nghi phạm và chị Đê xảy ra cự cãi lớn tiếng. Trong lúc mâu thuẫn, Nhu đã ra tay sát hại chị Đê, rồi đổ can xăng khóa cửa nhốt hai đứa trẻ cùng chị Đê bên trong rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Nhu bỏ lại xe máy và bắt xe ôm tàu thoát. Tuy nhiên, khi đi tới gần cầu Nguyễn Tri Phương thì nghi phạm bị lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường 15, quận 8 khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở công an. Chiều ngày 21 tháng 11, người dân phát hiện căn nhà trong hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy nguồn ngụt, kèm theo mùi xăng nên đã hô hoán dập lửa và báo cơ quan chức năng. Sau khi đám cháy đã được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể, gồm một phụ nữ, hai cháu bé 2 tuổi và 3 tuổi, hai đứa trẻ được xác định là cháu NLHP sinh năm 2020 và cháu TMTK sinh năm 2021 là con ruột và cháu của chị D. Hiện vụ án mạng đã được công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an quận 8 tiếp tục điều tra và làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 11, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, chủ tịch tỉnh này đã ký ban hành quyết định cho phép ông Dương Ngọc Vinh thôi giữ chức phó giám đốc Sở Y tế. Ông Dương Ngọc Vinh có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm cho lãnh đạo Sở Y tế theo quy định được bố trí công tác khác phù hợp với năng lực trình độ, chuyên môn. Trước đó, cách đây khoảng một tháng, ông Dương Ngọc Vinh đã gửi đơn bày tỏ nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Được biết, trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, ông Dương Ngọc Vinh làm Giám đốc Bệnh viện Mắt Quảng Nam. Liên quan đến việc ông Vinh xin thôi giữ chức vụ, Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam đã có văn bản thông báo kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, tại phiên họp ngày 14 tháng 11, xét đề nghị của Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh tại tờ trình số 144 và đề nghị của Ban tổ chức tỉnh ủy xin ý kiến về công tác cán bộ, Ban thường vụ tỉnh ủy thống nhất chủ trương để Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện việc cho thôi giữ chức vụ Phó giám đốc sở y tế đối với ông Dương Ngọc Vinh. Thưa quý vị, 113 nhà trưng bày đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia triển lãm quốc tế lần thứ hai về thực phẩm tại Hà Nội. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Mỹ cũng đã được giới thiệu tại sự kiện này. Đại sứ quán Mỹ cho biết, gian trưng bày sản phẩm giới thiệu nhiều sản phẩm Mỹ đa dạng thể hiện cam kết sáng tạo, bền vững và hương vị hoàn hảo đến từ Mỹ. Tại sự kiện, người tham quan có cơ hội gặp gỡ và kết nối với các nhà xuất khẩu nông sản Mỹ và đại diện các hiệp hội. Mỹ có truyền thống lâu đời trong ngành thực phẩm và khách sạn, Mỹ có nguồn tài nguyên nông nghiệp phong phú, công nghệ tiên tiến và cam kết về các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Chúng tôi tự hào về di sản ẩm thực đa dạng của mình, thật vinh dự khi có mặt tại đây ngày hôm nay để thể hiện sự đa dạng này. Thời gian gần đây, nhiều đoàn doanh nghiệp Mỹ đã đến Việt Nam tìm cơ hội để mạnh tiêu thụ thực phẩm nông sản Mỹ. Trong năm 2022, xuất khẩu nông sản và thực phẩm liên quan của Mỹ sang Việt Nam tiếp tục tăng lên, đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của quốc gia này. Hiện các loại nông lâm thủy sản khác mà Mỹ cung cấp nhiều cho Việt Nam là thức ăn gia súc, nguyên liệu, đậu nành, rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm. Theo quý vị, Test Atlas, trang web được mệnh danh là Atlas của ẩm thực thế giới, giới thiệu 10 món có nước dùng từ thịt ngon nhất thế giới vào giữa tháng 11 dựa trên số phiếu bình chọn từ 5.232 chuyên gia ẩm thực và thực khách trên thế giới, đặc biệt trong top 10 có món phở bò. Theo đó, phở bò xếp thứ ba với 4,6 điểm. Website miêu tả phiên bản phở bò này có nước dùng được ninh từ sông bò, ốc bò, đuôi bò và nêm cùng với các loại gia vị như quế, hồi, đinh hương, bạch đấu khẩu và rau mùi. Phở được phục vụ nóng, ngoài bánh phở sẽ có các loại thịt bò khác nhau như nạm, gầu, gân bò, bò viên và một số loại rau gia vị rắc lên trên như hành, ngò. Phở bò tái chín ở miền Bắc đứng hạng thứ 5. Theo Test Atlas, phiên bản này khác với phiên bản trên ở điểm sử dụng kết hợp thịt bò chín kỹ và thịt bò tái cùng nhau. Phần thịt này được làm chín trực tiếp trong bát bằng nước dùng nóng. Nước dùng phở ninh từ xương, thịt, gừng, hành tây, hoa hồi, đinh hương, quế và nêm nếm bằng nước mắm, đường. Ở cả hai phiên bản, thực khách có thể ăn cùng giá đỗ, chanh, ớt tươi, giấm tỏi ớt, tương ớt hoặc tương đen. Việc thêm các loại gia vị này không bắt buộc, tùy vào khẩu vị cá nhân. Tuy nhiên, đồ ăn kèm giúp bắt phở thêm dậy mùi thưa quý vị và các bạn sáng 22 tháng 11 giá vàng trong nước tiếp tục có sự gia tăng mạnh theo giá vàng thế giới theo đó giá vàng miếng SJC tăng thêm 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra hướng tới thiết lập những cột mốc mới lịch sử từ hồi tháng 3 năm 2022 giá vàng trong nước ngày 22 tháng 11 được công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết như sau Giá vàng tại SJC Hà Nội ở mức 70.600.000 đồng trên một lượng mua vào và 71.320.000 đồng trên một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng trên một lượng mua vào và 120.000 đồng trên một lượng bán ra so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng tại SJC thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 70.600.000 đồng trên một lượng mua vào và 71.300.000 đồng trên một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng trên một lượng mua vào và 80.000 đồng trên một lượng bán ra so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng tại Doji Hà Nội niêm yết ở mức 70 triệu 600 nghìn đồng trên một lượng mua vào và 71 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng bán ra, tăng 100 nghìn đồng trên một lượng cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng tại Doji, thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 70 triệu 550 nghìn đồng trên một lượng mua vào và 71 triệu 250 nghìn đồng trên một lượng bán ra, tăng 150 nghìn đồng trên một lượng chiều mua vào và 150 nghìn đồng trên một lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng trong nước liên tục phá đỉnh cũ lập đỉnh mới trong những ngày qua khi giá vàng thế giới nhảy vọt lên vùng 2.000 đô la Mỹ trên một ao, tương đương với khoảng 58,6 triệu đồng trên một lượng.